Dạ, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người một số cái dòng máy mà bên cửa hàng bên em vừa về nha mọi người nha. Cũng như là sẽ lên cho mọi người một cái chương trình khuyến mãi ha. Thì thường quý khách hàng mà theo dõi kênh của em thì sẽ biết được thì đầu tháng, giữa tháng cũng như là dịp cuối tháng thì bên em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi riêng. Thì đợt này là cũng nhân dịp cuối tháng cho bên em sẽ lên một cái chương trình khuyến mãi cho quý khách hàng nha. Đầu tiên thì em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube bên em thì sử dụng với tên là Di động Thành Phố. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Quý khách hàng mua hàng vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại này giúp em nhé. Tin nhắn bên Zalo bên em rất là nhiều, thành ra là quý khách hàng có liên hệ qua đó thì em chậm trả lời á, cho nên là mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng, nếu như máy lỗi cho nhà sản xuất, tức là lỗi là sẽ đổi nha. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh á, và một số khách hàng kiểu như là đặt hàng nhưng mà cố tình không nhận á, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000 tùy vào giá trị của đơn hàng nha. Em nhận cọc là để cho quý khách hàng có trách nhiệm hơn so với những cái đơn hàng mà mình đặt thôi. Chứ thực chất thì ở đây em gửi hàng thì mọi người sẽ được khui hàng kiểm tra cho nên mình không có lo lắng về cái vấn đề hàng hóa ha. Và những khách hàng mà đã mua hàng bên em nhiều lần rồi thì không cần cọc cho mọi người nha. Cứ liên hệ là em sẽ gửi hàng thôi. Đấy. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ vào luôn những cái dòng sản phẩm của ngày hôm nay nhé. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đến với mã hàng đầu tiên. Thì ở đây mọi người thấy là cái hàng Redmi Note 10T thì bên em đã về rồi. Hàng Note 10T thì nó sẽ có hai mã màu nha. Và đặc biệt hàng bên em thì nó sẽ là hàng mới hoàn toàn ha. Hàng Redmi Note 10T thì cấu hình như quý khách hàng đã biết thì bên em lên cái dòng này cũng rất là nhiều. Note 10T và Note 10 GE bản 5G ấy. Mà Note 10T này nó hiếm hơn, nói chung là lâu lâu mới có một lô thôi. Phụ kiện của nó đầu tiên thì sẽ gồm có một wireless sim nha, một chiếc ốp lưng, cái này là phụ kiện bên hãng tặng nha mọi người nha. Đấy. Bên trong thì nó sẽ không có gồm sạc cáp hay là tai nghe hay là bất kỳ một cái món phụ kiện nào đâu mọi người. Bên em sẽ tặng riêng đó là một cái bộ sạc 33W, tức là bộ sạc Xiaomi luôn nha mọi người nha. Đây là bộ sạc Xiaomi, bên em sẽ tặng kèm theo khi mọi người mua máy, đó là bộ 33W nha. Chứ còn cái dòng này thì bên trong phụ kiện của nó thì sẽ không có gì hết. Đấy. Em sẽ khui luôn hai cái mã màu nha. Dòng này thì cấu hình của nó về sơ bộ thì nó cũng giống như cái hàng Note 10 GE, nhưng mà nó được hơn cái Note 10 GE ở cái là nó sẽ được hai sim, một eSIM và một micro sim nha. Đấy. Hai cái mã màu của nó đây mọi người, đó là một mã màu xanh và một mã màu xám nha. Đây là hai cái mã màu của Note 10 GE, Note 10T. Đây là Redmi Note 10T. Dòng này thì bên em thì nó sẽ là cấu hình của nó sẽ là RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. Hàng này là hàng mới hoàn toàn ha, lưu quý khách hàng lưu ý với em đây là hàng mới hoàn toàn. Những dòng này thì mình sẽ được bảo hành lên đến là 1 năm nha. Đấy. Đừng làm rơi vỡ thôi, chứ còn lại là bên em sẽ bảo hành hết. Nói chung là bảo hành là 1 năm, một đổi một trong vòng 3 tháng nha mọi người nha. Những cái dòng này thì bên em làm gọi là rất là nhiều rồi. Thực chất là những cái dòng này nó không có bất kỳ một cái lỗi nào hết. Và cái độ trâu bò của cái dòng Redmi và Realme thì như mọi người thấy là bên em là gọi là thời gian gần đây là gọi là về chuyên cái dòng này luôn. Tại vì những cái dòng pin 5.000 mà của Redmi và Realme á, thì cái chế độ trâu bò của nó thì cực kỳ ok luôn nha. Đấy. Những con này là máy mới hoàn toàn 100%. Phụ kiện thì em sẽ tặng kèm nó là bộ sạc nhanh 33W rồi ha. Dòng này thì nó chuẩn kháng nước IP68 nha, tức là bao mình thả nước luôn, tức là rơi vào khoảng tầm dưới 5 mét nước là thoải mái nha. Nhưng mà thực chất thì ở đây mình em cũng không khuyến khích quý khách hàng thả nước đâu. Ví dụ như là mình vô tình mình làm rơi rớt vào nước, hoặc là mình đi mưa đi rồi thì cái này là mình không sao. Nhưng mà thực chất ví dụ như mình thả vào nước ấy, thì những cái chân sạc này cũng như là những cái màng mic này chắc chắn là về lâu về dài nó sẽ không bền, chắc cú là 100% là như vậy. Chứ còn nếu mà vô tình mình rớt vào nước, rớt vào xô nước hay là đồng nước gì đấy, mình chụp lên liền thì nó vẫn sống bình thường nha. Tại vì nó là chuẩn kháng nước IP68 luôn. Nói chung là người ta bên hãng thì người ta sẽ bao cho mình là dưới 5 mét nước ấy. Dòng này thiết kế mỏng nhẹ nhưng mà viên pin của nó sẽ lên đó là 5.000 nha. Thiết kế mỏng và nhẹ. Đấy, bo cong nha mọi người nha. Cái bo cong mềm mại này, này ở đây thì nó tần số quét màn hình của con này nó sẽ lên đến là 90 Hz, tức là cho mình cái cảm giác nó rất là nhạy nha mọi người nha. Đấy. Cho cái trải nghiệm chơi game hoặc là những cái trải nghiệm lướt ứng dụng thì khá là mượt mà luôn. Đấy. Độ phân giải màn hình của nó sẽ được là Full HD cộng nha. Phía sau của nó sẽ gồm có cụm camera kép ở đây thì nó sẽ lên đó là 50 megapixel nha. Viên pin thì 5.000, nó hỗ trợ sạc nhanh luôn. Mình sẽ test luôn camera của nó nha. Đấy. Camera dòng này thì khá là sắc nét nha. Đây sẽ là mức của camera trước nha mọi người nha. Đấy, rất là rõ ha. Camera quay phim nè.
Đấy, rất là rõ nha mọi người nha. Nói chung là dòng này á, thì rất là rõ. Dòng này thì hiện tại bên em đang bán ra chỉ mức giá là 2 triệu 6 thôi. 2 triệu 6 mà chế độ bảo hành sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng, và được tặng kèm đó là một bộ sạc 33W zin nữa nha mọi người nha. Đấy, một bộ sạc 33W nữa. Ở đây, nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển và sẽ giảm thêm 50 ngàn cho cái dòng Redmi Note 10T nha mọi người nha. Đấy, đó cũng là một trong những cái chương trình khuyến mãi, nhưng ở đây thì sẽ có một cái chương trình khuyến mãi lớn hơn nữa trong cái đợt cuối tháng này nha. Dòng này thì pin 5 ngàn, nói chung là tất cả các tác vụ Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ em bao thoải mái là một ngày nha. YouTube nè. Dòng này thì cái sử dụng là hai SIM, nó không như Note 10 GE, nhưng Note 10 GE thì chỉ sử dụng một SIM thôi. Con này thì lên được hai SIM, một eSIM, một micro SIM nha. Loa thì khá là to nha. Đấy. Loa thì khá là to. Màn hình Full HD cho mình xem phim nghe nhạc rồi thoải mái luôn nha mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hình ảnh rất là sắc nét nha. Redmi Note 10T phiên bản 5G nha mọi người nha. Ở đây chị em sẽ có hai mã màu xanh và mã màu xám nha, với mức giá sẽ là 2 triệu 6 nha. Trong ngày hôm nay thì quý khách trong cái đợt khuyến mãi cuối tháng này nè, nếu quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển và giảm thêm 50 ngàn cho cái dòng Redmi Note 10T nha. Tiếp đến thì về một cái chương trình khuyến mãi nữa thì ở đây ngày hôm nay như mọi người thấy ở đây em đó có lên cho mọi người, ở đây em sẽ khuyến mãi 50 bộ sạc nha mọi người nha. 50 bộ sạc nhanh 25W. Đây là sạc nhanh của full dòng nha mọi người nha. Đấy, sạc nhanh full dòng 25W, nói chung là tất cả các dòng máy luôn. Dòng này thì nó là chính hãng Việt Nam nha. Đây. Nó sẽ có cho mình là hai đầu sạc, nói chung là sẽ cho mình hai đầu sạc. Dòng này thì em sẽ có hai loại, một loại là chân dẹp và một loại là chân tròn nha. Tức là quý khách hàng nào mà thích chân dẹp thì mình có chân dẹp, thích chân tròn thì mình sẽ có chân tròn. Và đây chân dẹp và chân tròn nó sẽ như thế này đây. Ở đây một cái chân chân tròn nè. Đây sẽ là cái chân dẹp ha. Nói chung là chất lượng nó sẽ là như nhau. Có nhiều khách hàng thì người ta lại thích chân chân dẹp, có nhiều khách hàng thì lại thích chân tròn á mọi người. Đấy. Đây, em lấy một cái chân dẹp ra luôn nha. Đây em đã bóc hộp cái cây chân dẹp ra ha. Đây là hai bộ sạc của nó nha mọi người nha. Nói chung là chân dẹp hay chân tròn chất lượng nó sẽ là như nhau, tùy vào cái ổ điện của từng khách hàng thôi, mời khách hàng có sự lựa chọn khác nhau. Có nhiều khách hàng sử dụng cái ổ điện vuông ấy, thì sử dụng chân dẹp, có nhiều khách hàng sử dụng ổ điện tròn thì là thích chân tròn. Nói chung là cái nào cũng vậy. Đấy, cái nào cũng như nhau cả. Những bộ này thì bên em đang bán với mức giá là 220 ngàn, và ở đây thì cái chương trình khuyến mãi cuối tháng thì thực chất những cái dòng phụ kiện này thì không có lời bao nhiêu đâu quý khách hàng. Cái này là bán kèm máy là đa số thôi, chứ thực chất thì tình lời lãi thì không bao nhiêu cả. Ở đây thì em sẽ giảm thêm trong cái chương trình khuyến mãi này sẽ giảm thêm 50 ngàn, và ở đây chỉ áp dụng trong 2 ngày, tức là ngày 28 và ngày 29 nha mọi người nha, tức là ngày hôm nay và ngày mai, chỉ áp dụng trong 2 ngày cho cuối tháng thôi. Đấy. Với mức giá là 220 ngàn và giảm thêm 50 ngàn cho cái bộ này nha mọi người nha. Và đặc biệt thì nó sẽ được free ship, tức là sẽ được miễn phí vận chuyển nha. Tức là chỉ còn có 170 ngàn thôi. Và đặc biệt ở đây nữa thì em sẽ tặng kèm theo đó là một dây cáp sạc nữa nha. Tức là em mọi người giờ sử dụng iPhone thì em sẽ tặng kèm dây iPhone, sử dụng Samsung em sẽ tặng kèm dây Samsung, sử dụng Mi em sẽ tặng kèm dây Mi, rồi sử dụng Oppo em sẽ tặng kèm dây Oppo. Nói chung là mình mua về để sạc cho máy nào thì cứ báo cho em, bên em sẽ tặng kèm dây sạc nha. Ở đây thì em sẽ test luôn cho mọi người cái sạc 25W, thì 25W nếu mà trên Samsung thì nó sẽ báo là sạc siêu nhanh ấy. Thì còn trên những cái dòng khác thì nó sẽ tùy vào cái chế độ trên máy, tức là có những con thì nó sạc cái 67W các kiểu mọi người. Đây ví dụ như ở đây em cắm vào đi ha. Đấy. Thứ nhất là nó sẽ có một cái đèn báo nha mọi người nha. Đây cái đèn báo nè. Đèn này khi mình rút điện ra thì nó vẫn sáng khoảng tầm vài giây nữa thì nó mới tắt nha, tức là nó sẽ có cái tích điện ở đây. Dòng này thì chống cháy nổ luôn nha mọi người nha. Nó sạc nó là trong suốt luôn, mình có thể nhìn thấy bên trong luôn ha. Đấy. Khi mình cắm vào là nó có điện trước đã nha, nó báo cho mình có điện. Ở đây thì em sẽ dùng một dây cáp đi ha. Ở đây mà đầu tiên mình sẽ dùng cái dây tai si trước đi. Đấy, mình sẽ cắm vào trong máy ha, ví dụ như là em cắm vào máy của em đi ha. Đấy, nó sẽ báo là sạc siêu nhanh nè mọi người. Đấy, sạc siêu nhanh nha. Đấy, nó sẽ báo là sạc siêu nhanh. Ví dụ như là những cái dòng nào mà có sạc siêu, nó có báo sạc siêu nhanh thì nó sẽ lên báo sạc luôn. Đây đây sạc siêu nhanh nè. Đấy, còn ví dụ như mình sử dụng cái đầu USB đi, nói chung là hai đầu ra của nó thì một đầu sẽ là 25 và một đầu sẽ là QC 3.0, tức là nó sẽ là sạc nhanh luôn nha. Ở đây chúng ta sẽ thử cái đầu USB nha. Đấy, đầu USB nè.
Đấy. Đầu USB sẽ là sạc nhanh. Đó, nói chung là hai đầu sạc của nó thì đầu nào cũng là sạc nhanh cả. Tùy vào chờ cái máy của mình nó yêu cầu cái dây dòng nào thôi. Đấy. Nó sẽ có là một cái đầu dây là Type-C, Type-C ra và một đầu USB nha mọi người nha. Dòng này thì là 220 ngàn, được giảm khuyến mãi là giảm 50 ngàn và kèm theo đó là miễn phí vận chuyển. Thêm nữa là được tặng kèm một dây cáp sạc nha, tức là sẽ được tặng miễn phí một dây cáp sạc tương thích với dòng máy của mình. Tức là ví dụ như là khách hàng sử dụng Oppo thì mua thì báo cho em là lấy cáp Oppo, rồi mua iPhone thì báo cho em là cáp iPhone. Nói chung là cái này thì chỉ tặng kèm thôi, chứ cũng không có là lấy tiền lấy bạc gì hết, tặng kèm thôi. Đấy. Và tiếp nữa thì là một cái bộ sạc dung lượng 50 ngàn thì ngày hôm nay về rất là nhiều luôn. Đây là sạc dự phòng dung lượng 50 ngàn nha mọi người nha. Em sẽ bóc luôn một cái ha. Đấy. Thì thực chất dòng này khi gửi đi là đằng nào cũng phải bóc ra để dán tay bảo hành thôi. Đấy. Bộ này thì nó khá là nặng nha mọi người nha. Nói chung là cái trọng lượng của nó là 1 kg nha mọi người nha, 1 kg. Nó là dung lượng chuẩn chứ không phải giống như những cái bộ mà người ta hay bán trên những cái nền tảng mạng xã hội, mà kiểu như là báo 50 ngàn mà về sạc có một cái pin điện thoại dung lượng 3-4 ngàn là hết pin đâu mọi người. Đấy. Bên trong sẽ gồm có sách hướng dẫn nè, nhưng mà cái này thực chất thì không cần sách hướng dẫn đâu. Đấy. Một dây cáp sạc nè. Dòng này nó không có cốc sạc đâu mọi người. Nói chung là những cái dòng mà phụ kiện thì nó không có cốc sạc thôi. Giống như những cái dòng tai nghe bên em thì nó đâu có cốc sạc đâu. Có nhiều khách hàng mua yêu cầu bên em phải tặng cốc sạc, nhưng mà thực chất là không có nha mọi người, không có cốc sạc. Mình về mình sạc chung với cái dòng máy điện thoại của mình thôi, chứ thực chất là nó không có kèm cốc sạc nha. Chứ thực chất những cái món này nè mà bán ra mà tặng kèm một cái bộ cốc sạc thì thực chất là thà khỏi bán luôn, chứ nó đâu có lời cho cái bằng cái tiền một bộ sạc đâu. Đấy. Có nhiều khách hàng mua kêu ủa sao trong hộp nó có cái dây cáp không mà nó không có cái con cốc. Thực chất là trong hộp nó sản xuất ra là như vậy rồi, tai nghe cũng vậy, chỉ có dây cáp thôi. Giống như những cái dòng loa Bluetooth cũng vậy, nó cũng chỉ có dây cáp thôi, không có dây cốc sạc nha. Dòng này sẽ có một cái đèn ngủ ở phía sau ha nha mọi người nha. Đấy, đèn ngủ nha. Còn phía trước thì sẽ có đèn báo bình nha. Đấy, tức là bao nhiêu phần trăm pin còn lại á. Dòng này báo khá là chuẩn, nói chung là dung lượng 50 ngàn thì dung lượng sạc đầy của nó sẽ là 46 ngàn nha mọi người nha. Dung lượng sạc đầy sẽ là 46 ngàn. Đấy. Còn đây là cái đèn ngủ ha, mình đè cái nút nguồn khoảng tầm 3 giây là sẽ lên cái đèn ngủ nha. Đấy. Còn mình muốn tắt cũng đè lại 3 giây. Ở đây thì nó sẽ sạc vào cho mình bằng hai đầu, một đầu Type-C và một đầu micro, nói chung là cái này là mình sạc vào. Còn mình sạc ra thì nó sẽ có hai đầu, đó là đầu USB và đầu hai đầu USB. Đấy. Dung lượng 50.000, nói chung là những con này á mình đem đi du lịch hoặc là mình sử dụng như là một trạm điện cho tranh thủ cho những ngày cúp điện thì thoải mái nha. Sạc cho máy tính bảng, sạc cho PC, sạc cho laptop, sạc cho máy tính bảng, sạc cho laptop, sạc cho điện thoại gì là thoải mái nha. Dung lượng 50.000 lận mà. Thì những cục này thì đa số là quý khách hàng ví dụ như là sử dụng tại chỗ thôi, chứ còn thực chất mà để bọc túi cầm đi thì nó khá là nặng nha, tại vì cái trọng lượng của nó tới 1 kg lận nha mọi người nha. Trọng lượng nó tới 1 kg lận. Nó sẽ có hai màu, đó là màu trắng và mã màu đen nha. Với mức giá bên em sẽ là 650.000 nha, 650.000 cho bộ sạc dung lượng 50 nha. Cũng là một món phụ kiện nữa thì nó về chung thì được nha. Em về tiếp được cái bộ phát wifi của Huawei. Bộ này thì bên em sẽ là 450 nha mọi người nha, 450 bộ phát wifi. Bộ này thì khá là ok luôn, nói chung là sử dụng phát wifi thì gọi là tuyệt vời luôn nha. Bên trong nó vẫn sẽ có một dây cáp sạc nè. Đấy. Cái này chồng này thì mình sử dụng sim, mình bỏ sim của mình vào và mình phát wifi ra thôi. Đấy. Nó sẽ có một viên pin nữa nha. Đấy, viên pin và bộ phát, nhưng mà thực chất những cái bộ phát wifi này đa số là mình sẽ cắm sạc liên tục, tại vì mình phát wifi thì mình phát cả ngày, mình sử dụng liên tục mà. Dòng này thì mình bỏ sim vào đây nha, nó sẽ có cái tên mạng wifi này, khi mà nó kích hoạt lên nó sẽ có cái tên mạng wifi, đó là mình đây, và cái mật khẩu của nó thì sẽ là đây luôn đó. Nó sẽ in sẵn cái mật khẩu, tức là cái mật khẩu và cái tài khoản wifi nó sẽ có sẵn ở đây nha mọi người nha. Đấy. Cái tên wifi này sẽ là 4G nè, MiFi A90, mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Đấy. Mình bỏ pin vào và mình kích hoạt lên thôi, bỏ pin bỏ sim vào và mình đè nút nguồn lên nha mọi người nha. Mình đè nút nguồn này khoảng tầm 10 giây thì nó sẽ lên. Sau khi mà nó lên mà mình bỏ sim vào rồi á, thì nó sẽ xanh những cái này nha mọi người nha. Nó sẽ xanh dòng pin này, dòng wifi, dòng sóng, và nó khi phát được wifi nó sẽ lên cái dòng wifi. Như là cái này là không cần làm gì hết, bỏ sim đăng ký 4G vào, bật nguồn lên là ok. Với mức giá sẽ là 450.000 nha mọi người nha. Nói chung là cái này thì nó rất là tiện cho mình đi ra ngoài á, mà mình cần những cái wifi liên tục ấy. Đấy, rất là tiện, giống như là đi du lịch hay đi cắm trại á, rất là tiện nha.
Tiếp đến ở đây thì bên em có được một cái lô LG G8 nha mọi người nha. Đây là một lô LG G8. Tất cả những cái bảng này thì mình sẽ được lên cái lưng mới, tức là thay cái nắp lưng nha mọi người nha. Máy thì em sẽ bao cho mọi người là zin ốc luôn. Đấy, hàng này là chỉ có thay nắp lưng thôi. Và đặc biệt cái nắp lưng này thì đợt này cái kiểu như là cái màu đỏ mận này thì nó sẽ không có nữa nha mọi người nha. Cái màu đỏ mận mà cái màu sơ khai của cái hàng LG thì cái màu đó nó không có nữa. Giống như mọi người sẽ thấy được là ở đây thì bên em sẽ thay lên một cái lưng mới. Lưng này là lưng màu đỏ, đỏ tươi ấy. Cái này mình bỏ lưng vào là đẹp keng hết luôn nha mọi người. Nói chung là máy này em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin hết. Chỉ có lưng này là lưng mình lên mới thôi. Tại vì thực chất cái lô này về thì nó không có kèm lưng đâu. Tại vì ở đây mình đánh cái lô hàng này kiểu như nó rất là nhiều. Mình nếu như mình để nguyên máy á, thì về kiểu như là nó sẽ bị đánh thuế rất là cao. Cho nên là cái giá trị của con máy nó sẽ lên cực kỳ cao. Mình sẽ đánh với cái kiểu là kiểu như là máy 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 sát ấy, sát máy ấy. Cái này thì mấy anh nào mà hay đánh hàng từ Hàn Quốc cũng như đánh hàng ở Mỹ hay là đánh hàng ở Trung Quốc về ấy, thì mọi người sẽ biết được. Đấy, những con này là gọi là hàng đẹp keng hết. Mình lên lưng mới thôi. Đấy, chỉ về đây là mình ráp cái lưng mới thôi. Với mức giá sẽ là 2 triệu 6 cho một cây LG G8. Dòng này thì bên em sẽ bảo hành 6 tháng cho khách hàng luôn. Tức là em đảm bảo nó còn zin hơn những con kia luôn mà. Đấy, cho nên em sẽ bảo hành 6 tháng. Như thường thường như mọi người thấy là bên em chỉ bảo hành hàng hóa là 3 tháng thôi. Những con này em sẽ tăng đôi cái thời gian bảo hành nó lên là 6 tháng luôn. Với mức giá của nó thì hiện tại sẽ là 2 triệu 600 ngàn. Ở đây thì mình sẽ đóng hẳn cái áp suất cho mọi người luôn. Tức là gia hàng nhà nó có cái khả năng chống nước ấy. Hàng LG G8 thì nó sẽ có khả năng chống mưa, chống bụi, chống nước thoải mái. Ở đây bên em sẽ đóng hẳn cái đường ron chống nước cho mình luôn. Đấy. Đặc biệt ở đây thì tụi em tự lên nha. Đặc biệt ở cửa hàng tụi em tự lên thôi, chứ không có thông qua bất kỳ một cái đơn vị nào khác nha. Dòng này thì nó sử dụng là màn hình AMOLED rồi nha mọi người nha. Với mức giá 2 triệu 6 mà sở hữu một con máy màn hình AMOLED là mình thấy là đó là một cái lợi thế trước rồi đã. Cái màn AMOLED rồi nó cho cái độ hiển thị cực kỳ đẹp rồi đấy. Mà LG nữa thì nó gọi là khá là ok nha mọi người nha. Những con này bên em nó tất tần tật đều là bản Mỹ nha mọi người nha. Tất tần tật luôn đều là bản Mỹ và là bản màu đỏ nha. Dòng này thì màn hình của nó thì độ rộng sẽ là 6.1 inch. Đấy, độ rộng của nó sẽ là 6.1 inch nha. Hàng G8 thì nó sử dụng là một sim. Độ phân giải của LG thì lúc nào nó cũng là 2K cộng cả. Nói chung là độ phân giải gọi là max setting rồi. Độ phân giải gọi là cao nhất trên tất cả các nền tảng rồi. LG thì nó chuyên về âm thanh cũng như là chất lượng hình ảnh, cho nên là những cái dòng này màn hình của nó cực kỳ đẹp. Cái Hi-Fi DAC tức là cái trình nghe nhạc 3D thì nó vẫn sẽ có nha mọi người nha. Đây Hi-Fi DAC. Cái này thì quý khách hàng nào mà hay kết nối với âm ly, loa kẹo kéo hay là kết nối tai nghe thì sẽ biết được cái trình âm thanh này. Đấy. Dòng này nó hỗ trợ cho mình là sạc nhanh luôn nha mọi người nha. Một sim, nói chung là máy em sẽ bao cho mọi người là full chức năng và ở đây thì máy gần như là hàng mới luôn. Chỉ có điều là cái nắp lưng này mình lên mới và mình đóng luôn một cái đường ron chống nước cho mọi người nha. Đấy, nắp lưng lên mới nha. Những con này về camera này kia nọ thì sáng đẹp cực kỳ. Đấy. Nói chung là với mức giá mà chỉ có 2 triệu 600 ngàn á, thì về một cái con G8 này, G8 thiên quy này thì gọi là cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Dòng này là bản Mỹ nữa nha mọi người nha. Chip của nó sẽ là chip Snapdragon 855 nha. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Một sim. G8 thinh quy nha mọi người nha. Pin dòng này thì sẽ được là 3.500. Phía sau nó sẽ gồm có một cái cảm biến vân tay. Nói chung là những con này về chơi game là cực kỳ mượt luôn. Thực chất là như em luôn, em sử dụng hai sim chứ nếu mà em sử dụng một sim em vẫn chọn LG, tại vì lý do là những cái dòng này nó rất là mượt. Đấy. Mình bấm mình có cảm giác là cái độ trẻ của nó sẽ không có luôn nha mọi người nha. Đấy. LG thì nó cũng sẽ là một cái thương hiệu lớn. Bản một sim. Hiện tại bây giờ có một số cửa hàng người ta sẽ độ được hai sim cho cái dòng G8 này, nhưng mà bên em thì không nhận độ sim. Tại vì thực chất mà khi độ sim cho những cái dòng LG á, thì tụi em lúc trước đã từng độ cho cái hàng Velvet rồi á. Thì sóng của cái sim 2 mà mình độ nó sẽ không được tốt lắm đâu mọi người. Thực chất là nó chập chờn ấy. Nó không giống như Samsung mình độ sim thì không sao. Những con này mà nó mới ra cái bản mới kiểu như là nó chưa có những cái bản phích lỗi ấy, mọi người. Đấy. LG G8 nha, đánh giá chung về một con máy này thì gọi là pin cũng nằm ở mức gọi là ok, pin 3.500, màn hình 6.1. Cái điểm quan trọng là nó được cái là màn hình của nó sẽ được là AMOLED đấy, mà mức giá chỉ có 2 triệu 6 thôi. Camera sáng rõ đẹp, cấu hình cao, chip cao. Đấy. Cấu hình cao, chip cao, camera quay phim chụp ảnh gọi là ok luôn. Đấy. Phía sau có cảm biến vân tay rất là tiện lợi. Những dòng này là cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt gọi là một chạm hết nha mọi người nha. Cảm biến vân tay một chạm nè, nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhạy luôn. Nói chung là những dòng LG này nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhạy, trình âm thanh 3D đầy đủ nha, màu đỏ hết, tất cả đều là màu đỏ hết. Với mức giá sẽ là 2 triệu 600 ngàn.
Với mức giá này thì bên em có tặng kèm cho mọi người đó là một chiếc ốp lưng và kèm theo đó là một bộ sạc nhanh nha, một chiếc ốp lưng và một bộ sạc nhanh. Đấy. Dòng này vật chất bên em về không có nhiều đâu mọi người, nói chung là cái bản này hiện tại cũng không không có nhiều đâu, trên dưới chục máy thôi nha. Đấy, màu đỏ hết nha mọi người nha, nói chung là tất tần tật đều là màu đỏ hết. Đấy, tất tần tật đều là màu đỏ và tất cả đều là lên cái nắp lưng mới nha mọi người nha, tất cả đều lên cái nắp lưng mới. Đấy, LG G8 nha mọi người nha, G8 tinh quy bản Mỹ. Tiếp đến sẽ là Oppo A55s. A55s thì ngày hôm nay bên em vẫn về thêm được nha mọi người nha. Oppo A55s 5G. Dòng này thì bên trong nó sẽ gồm có máy và một chiếc ốp lưng thôi. Bên em có tặng kèm một bộ sạc nhanh bên rời bên ngoài nha mọi người nha. Đấy. Với mức giá A55s thì bên em thì nó sẽ là 3,1 triệu. Hàng này vẫn là hàng mới hoàn toàn nha mọi người nha. Nói chung là nó vẫn sẽ là hàng mới hoàn toàn luôn. Chế độ bảo hành vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng và sẽ bảo hành là kéo dài lên đến là 1 năm nha. Bên em thực chất là không bảo hành rơi vỡ nha. Nếu như quý khách hàng có làm rơi vỡ thì bên em vẫn nhận thay sửa với mức là tính phí chứ không có bảo hành rơi vỡ nha. Tại vì có rất là nhiều trường hợp có khách hàng sử dụng bị rơi vỡ mà cứ áp dụng vào cái chế độ bảo hành là một đổi một trong vòng 3 tháng bên em là đem ra yêu cầu là bên em xử lý bảo hành. Nhưng mà thực chất là rơi vỡ và rớt nước thì bên em sẽ không bảo xử lý bảo hành. Nhưng bên em sẽ xử lý với mức là tính phí nha mọi người nha. Đấy. Còn nếu như mà nó lỗi từ nhà sản xuất ấy, ví dụ như mình đang sử dụng mà nó có tình trạng lỗi nào đấy trên thì đồ điện tử mà mình đâu có biết được. Ví dụ như nó có tình trạng lỗi thì bên em sẽ đổi, trong vòng 3 tháng là sẽ đổi nha mọi người nha. Đấy. Hàng A55s này thì bên em phải lên giới thiệu rất là nhiều rồi, quý khách hàng có thể xem lại những video cũ để xem review với nó nha. Bên em thì với mức giá sẽ là 3,1 triệu cho Oppo A55s. Nó là hàng mới luôn nha, RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB. Pin vẫn là pin 5000 nha. Thì quý khách hàng ở xa mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105. Tin nhắn bên Zalo và Facebook thì bên em nó rất là nhiều, nhiều lúc thì bên em không có nhận tin nhắn bên đấy được. Đấy. Và đặc biệt là cuộc gọi bên Zalo bên em liên tục luôn, cho nên là bên em không có nhận cuộc gọi Zalo. Quý khách hàng mua hàng cứ chủ yếu gọi trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Hoặc là để xem là những cái chương trình giới thiệu những dòng máy cũng như là những cái để xem chọn những cái dòng máy khác. Tức là những cái dòng máy mà không có trong video này á, thì quý khách hàng có thể bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi bên em lên những cái chương trình video mới nha. Được rồi, một lần nữa em xin được kết thúc video ở đây và rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nha.